Xin chào các bác. Hôm nay em xin chia sẻ cho các bác một loại dùng để trồng cây khá là mới, khá là hay. Đây các bác, đó là túi vải. Túi vải này dùng để trồng cây, trồng hoa đều được hết nha các bác nhé. Đây. Tại sao em nói hay? Đó là vì thứ nhất, đó là túi vải này rất là rẻ các bác. Quá rẻ luôn. Một cái túi như này các bác chỉ cần bỏ ra vài nghìn đồng là có một cái túi để trồng rồi. Các bác mua các cái chậu nhựa thì các bác biết rồi, chậu nhựa nó phải vài chục nghìn, hoặc là cái chậu bằng xi măng thì cũng phải hơn 100 nghìn. Nhưng mà các bác mua túi vải này chỉ vài nghìn thôi, rất là rẻ, quá rẻ các bác ạ. Đây em cứ mấy cái các bác xem. Đó. Kích thước thì các kích thước, đủ kích thước em để ở phần mô tả video các bác nhé. Ví dụ như cái này, đây 35 x 30, tức là 35 là đường kính. Đây khi cho giá thể vào đây là 35 phân, còn 30 là chiều cao. Đây một găng tay của em tầm 20 phân, đây là 30 phân. Đấy, số kích thước chỉ số thứ nhất đó là đường kính, chỉ số thứ hai là chiều cao. Ví dụ 35-30 thì là 35 là đường kính là 35, còn 30 là chiều cao. Đây các bác nhé. Em có đầy đủ kích cỡ em để phần mô tả video. Các bác thích loại nào thì là quất loại đấy thôi. Đó. Thứ hai em nói đến nó là rất là bền các bác ạ. Túi này đây, minh chứng cho việc bền đây. Em dùng trồng hoa hồng này được 1 năm rồi nhưng mà nó không hề rách. Các bác có thể nhìn thấy nó chỉ mưa xuống nó bắn đất lên thì nó hơi bẩn một chút thôi, còn nó vẫn bình thường, nó không rách tí nào, nó rất là bền, 1 năm rồi mà không rách riếc tí nào. Các bác thoải mái về cái độ bền thì các bác yên tâm. Thứ ba đó là rất là tiện các bác. Đây các bác trồng số lượng lớn, ví dụ như em trồng rất là nhiều này, thì sau này khi mà em bán thì bán cây hoa cây cảnh thì họ đến họ chỉ việc xách lên, nhấc lên xe là xong thôi. Còn ví dụ như các bác trồng nhiều quá, các bác không đầu tư được chậu thì các bác trồng xuống đất ấy, thì sau này khi người ta mua thì các bác phải đánh bầu lên thì rất là mệt, rất là mất thời gian mà nó sẽ ảnh hưởng đến cây, làm cây chột. Nên là các bác đầu tư cái túi vải này rất là hợp lý, nó rất là rẻ thôi. Đó là về mức độ tiện của nó. Còn thứ tư đó là nó thoát nước rất là tốt các bác. Nên là các bác nào mà mới trồng ấy thì sợ cây bị úng thì các bác nên dùng loại này. Nó đây em test thử cho bác xem này. Đây ví dụ như túi này các bác tưới nhiều cũng không sợ bị úng cây. Đây em đổ vào trong này, đó nó chảy ra hết, bên trong này là hết sạch nước này. Đây hết sạch nước, nó thoát nước rất là tốt nên là không sợ cây bị úng. Thời gian đầu em trồng ở chậu ấy, thế là em cũng mới trồng, thế là mình tưới nhiều quá, thế là nó không thoát được nước, thế là nó bị úng. Đây cái túi vải này đấy thì tha hồ luôn. Đó dội rồi phát là nước chảy hết. Đây bên trong này không còn chút nào nước nữa. Đây. Đó bác nào mua thì mua kích thước nào thì các bác xem giá ở phần mô tả video nhé. Em có đầy đủ kích thước từ 20 x 20 đến 80 x 60, tha hồ các bác chọn loại nào cũng có. Bảng giá em cũng để công khai ở phần mô tả. Các bác có thể đặt qua việc là bình luận trực tiếp vào cái video của em, hoặc là các bác liên hệ với em theo số điện thoại 0375 524 180. Số điện thoại đó em dùng cả Zalo nhé, các bác cứ thoải mái. Có 3 hình thức, đó là bình luận dưới video này, gọi điện này, nhắn tin Zalo này. Đó.
Đây bây giờ em quay gần cho các bác xem kỹ hơn nhé. Đây. Đây là những túi em vừa bỏ ra đây. Đây chồng này là toàn kích thước 35-30, em đầy đủ kích thước mà các bác yên tâm. Đây em test lại thử cho bác nước với cái chỗ gần cho bác xem này. Đây em đổ vào cái này nhá. Đó. Nhấc lên này. Hết sạch nước. Đó. Nó thoát nước tốt lắm các bác trồng thoải mái không sợ bị úng. Đây là cái túi bầu em trồng được 1 năm rồi. Đây nó không hề bị rách này. Đó. Các bác xem này, không hề bị rách. Nó chỉ bị bẩn tí do là đất nó bắn lên, mưa nó xuống, nhưng mà nó bớt đất nó bắn từ dưới lên thì nó sẽ bị bẩn một chút, nhưng mà nó sẽ không bị, nó không bị sao cả, nó không bị hỏng. Đây em trồng 1 năm rồi nhưng mà nó vẫn thế này thôi. Các bác trồng nhiều thì nên lựa chọn cái túi vải này. Thứ nhất là nó quá là rẻ, chỉ có vài nghìn một túi thôi. Em có rất nhiều kích thước, các bác cứ thích kích thước nào thì nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em. Theo số điện thoại là 0375 524 180. Đây ví dụ một cái này nữa đi. À em lưu ý lại các bác là cái kích thước này nhá. Đây ví dụ như 35 x 30, tức là 35 là đường kính, 30 là chiều cao. Số thứ nhất là đường kính, số thứ hai là chiều cao. Ở trong phần mô tả video em có đầy đủ kích thước à. Các bác thích loại nào thì các bác nhắn tin cho em loại đấy. Cái này khi cho giá thể và nó sẽ tròn, đây chưa có giá thể thì nó hơi méo méo một tí, nhưng mà khi cho giá thể và nó sẽ tròn như kiểu là ngoài kia. Đây. Rất là to này. Kích thước nào cũng có. Em có đầy đủ kích thước từ 20 x 20 đến 80 x 60. Đây khi cho giá thể nó sẽ như này các bác. Quá là rẻ các bác. Thì cái chậu nhựa các bác phải như chỗ các bác biết như nào, nhưng cái chậu nhỡ nhỡ như chỗ em mua là cũng phải tầm 30.000, chậu nhựa để trồng hoa trồng cây. Còn cái này nó chỉ vài nghìn. Những cái này chỉ vài nghìn thôi. Chưa đến 10.000. Những cái thước chung chung này là chưa đến 10.000. Quá là rẻ. Rất là bền. Nói lại với các bác là rất là bền. Đây trồng 1 năm mà không hề rách. Nó cứ như vậy thôi, nó chỉ bẩn thôi. Đó các bác nào mua thì bình luận dưới video, hoặc là các bác gọi điện cho em theo số điện thoại 0375 524 180. Số điện thoại đấy em dùng cả Zalo, các bác có thể nhắn tin Zalo nữa, hình thức liên lạc nào cũng được. Đó. Đây em định thay hết cái chỗ trồng dưới đất này. Không vài bữa nữa nó to, mình đánh lên nó bị chột mất cây. Đây là cái tầm em lấy tầm 35-30 này về để thay hết cái phần em trồng dưới đất này. Cái này là trồng thẳng xuống đất. Đó. Vài bữa nó to đánh lên nó, thứ nhất là nó khó, thứ hai là nó chột. À còn một vấn đề nữa, đó là về cái phần tiện, đó là các bác có thể thấy cỏ nó rất là ít ở trong cái phần túi bầu này. Ví dụ như chỗ các bác cái nền các bác nó mọc rất là nhiều cỏ, nhưng mà cái phần trong này nó rất là ít cỏ. Đó là rất là tiện, không phải làm cỏ. Đó. Đây em giải bạt rồi mà một thời gian bạt nó. Đây các bác nhìn đấy. Giải bạt cùng nhau này. Túi vải cùng nhau, nhưng mà cái bạt nó mục hết cả ra rồi. Đây cái bạt là sọc sọc này, nó tuổi thọ nó rất là kém. Nó mục cả cái bạt này ra rồi mà cái túi vải này nó vẫn như này thôi. Còn cái bên này là cái như kiểu cái băng rôn ấy. Cái treo treo các khẩu hiệu thì
thì nó bền hơn, nó không bị rách. Đây còn còn bên này cái bạt sọc sọc này nó mục hết rồi này. Đó, nhưng mà cái túi vải vẫn còn nguyên si, không bị rách, nên là các bác không phải lo về tuổi thọ nhá. Các bác trồng đến lúc được bán là túi vẫn ok, trồng cây lúc được bán là các túi vẫn ok, không vấn đề gì. Đây, bạt giải một thời gian mục hết, vì chỗ em đây nó nhiều cỏ ấy, em giải cho nó bớt cỏ. Đó, trong gốc này rất là ít cỏ này, đó là rất là tiện, không phải làm cỏ. Rồi, xin chào các bác nhé, các bác hãy đăng ký kênh Vườn Hoa Hà Giang để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào các bác.